Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 2 giờ chiều, tức là 14 giờ của ngày 23 tháng 11 năm 2021 và thứ ba. Câu chuyện liên quan tới Diêu Phương Hằng, liên quan tới drama, liên quan tới Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, người đã bị kêu tên rất là nhiều. Chúng ta nhìn lại toàn bộ cái diễn biến nhé các bác. Hôm nay có một thông tin rất mới, đó là các bạn ấy gửi cho tôi một cái, nó gọi rằng là một cái biên bản thỏa thuận tài trợ mà tôi đã phân tích rất là nhiều trong những clip của mình vừa rồi. Và trong các câu hỏi ấy thì mọi người bảo rằng là anh Hoàng nhìn đúng sự thật, anh Hoàng nhìn rõ và anh đã nói về cái thỏa thuận này rất là nhiều trong những clip liên quan phân tích đến lời của Siêu Phương Hằng. Thì anh hãy cho em biết rằng là cái sự việc này là có đúng như là chị Phương Hằng nói hay bản thân những người mà tung cái thỏa thuận tài trợ này lên là họ nói sai, và thậm chí rằng là ai là người tung cái bản thỏa thuận tài trợ này lên. Nôm na chia sẻ với các bác thế này: nếu chúng ta làm từ thiện á, vào quỹ gọi rằng là vào Mặt trận Tổ quốc hay vào một cái quỹ nào đó, nếu chúng ta làm từ thiện với một cái số tiền nhỏ thì chúng ta cũng chuyển vào đó và họ cũng sẽ chi dùng. Nhưng để mà cái thỏa thuận đó là cái thỏa thuận mặc định, khi mà trên trang web hay là trên công bố chính thống thì đã có trong cái điều lệ của cái quỹ đấy. Nhưng mà với một số tiền rất là lớn, số tiền rất là lớn nha, số tiền cực kỳ lớn, thì báo cáo với các bác là người ta sẽ có những cái thỏa thuận, nó giống như là một cam kết hợp đồng vậy, nó có thể đặt tên, nhưng mà nó là cái giao kèo với nhau, giống như thỏa thuận, giống như kiểu giao kèo với nhau. Tôi chi từng này thì anh phải chi dùng khoản kia. Cho nên cụ thể hóa từng cái việc đó thì rõ ràng mới là cái văn minh và nên làm. Bởi vì nếu không thì cái khoản tiền mà được tài trợ nó sẽ sử dụng sai mục đích. Thế thì câu chuyện bắt đầu nóng. Nó nóng lên như thế này. Nó nóng lên là bởi vì là, xin chia sẻ với các bác, trong cái buổi livestream hôm trước thì chị Phương Hằng, bà Phương Hằng có đưa ra một cái nhận định, và trong cái quá trình kể lại quá trình thành lập Quỹ Hằng Hữu thì kể lại cái câu chuyện này và có đưa ra cái nhận định rằng là quỹ của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, nghĩa là nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, là không đúng mục đích sử dụng cái số tiền đó. Cho nên chị tài trợ 100 tỷ nhưng mới chuyển 10 tỷ thì chị cũng đã dừng lại. Tôi và các bác sẽ cùng phân tích xem là điều đúng hay là sai. Đầu tiên chúng ta hãy nghe lại chính xác lời của chị, bởi vì là đây là thông tin đầu vào. Nếu thông tin mà không chính xác thì đương nhiên là mọi cái nhận định sau này nó đều có thể rằng là không có căn cứ. Chúng ta hãy cùng nghe nhé. Coi như là quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo thì đầu tiên thì đã nói thì nói cho nó hết, và tôi sẽ phát ly phát lại nhiều lần trên livestream để cho quý vị hiểu được là cái hành trình chúng tôi làm người tử tế rất là khổ đau, rất là gian nan. Khi tôi ra tận Hà Nội, tôi đồng ý là đóng 100 tỷ năm 2013 vào cái quỹ đó. 13. Thì sau khi đó tôi về thì tôi chuyển liền 10 tỷ đồng. 10 tỷ. Vào cái quỹ đó. Và kính thưa quý vị, là cuối cùng thì không có một trái tim nào được mổ hết. Không trái tim nào đây được mổ. Đây là những gì rất thật. Mà cái tiền đó để dùng mua xe Land Cruiser, mua tập vở, xe đạp, và họ làm những cái gì tôi cũng không biết nữa. Cuối cùng thì tôi đề nghị họ là, tôi đề nghị bằng một cái công văn là mở 10 tỷ đồng đó hoặc là 100 tỷ đồng đó tôi đóng vào quỹ để mổ tim cho các cháu. Nhưng cuối cùng tôi nhận được một cái công văn xin lỗi chúng tôi là tiền đã sử dụng hết rồi mà không có một trái tim nào được mổ hết. Đó là một cái đau lòng đầu tiên mà buộc tôi phải mở ra cái quỹ mổ tim hằng hữu mà chính buông tay. Chúng ta vừa nghe thì chúng ta sẽ thấy mấy cái thông tin như thế này. Chị thì nói nhiều về cái lý do chị thành lập quỹ Hằng Hữu, bởi vì chị đã tài trợ cho cái quỹ mà tên của quỹ nhé, các bác nghe kỹ nhé, thì các bác sẽ thấy rằng tên của quỹ này tìm cho các cháu, thì lúc đó đó thì buông tay. Đó là những cái mà coi như là gọi là giọt nước tràn ly mà phải nói là bể luôn cái ly rồi. Thì tôi sẽ xin kể lại như thế này. Khi tôi sanh cháu Hằng Hữu ra năm 2012 thì bắt đầu năm 2013 chúng tôi đã có một đại nguyện là sẽ mổ tim cho các cháu. Thì
Thì lúc đó đó thì tôi chưa có cái quỹ mổ tim quý vị. Tôi đã lặn lội ra tới Hà Nội và tình nguyện đóng góp vào 100 tỷ vào cái quỹ của cô Đầu tiên là con số 100 tỷ nhé. Nguyễn Thị Doan, lúc đó là coi như là quỹ Và cái quỹ quỹ này là quỹ, các bác nghe kỹ nhé, hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Thì đầu quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo nha các bác, gọi là quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo. tiên á, thì đã nói thì nói cho nó hết. Chúng ta nghe đến đây là nói là đủ rồi. Và sau đó là tôi xin chia sẻ với các bác thế này, nghe các bác thế này nhé. Đây là quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Thế thì có cái chuyện gì ở đây? Bởi vì sau đó thì như các bác đã biết là các bác tìm lại ở trên trang YouTube của CEO Nguyễn Phương Hằng là Trích Nguyễn, hoặc là trên kênh Hà Ly, trên cái trang Facebook Hà Ly thì cũng đã nói rằng là cái số tiền ấy, hay là cái biên lai ấy, hay biên nhận ấy, là chị vẫn còn giữ. Đó. Còn tôi thì cho rằng là kể cả biên lai, biên nhận hay là giấy chuyển tiền nó không có ý nghĩa, bởi vì kiểu gì nó vẫn phải ra được một cái nó gọi là thỏa thuận. Cái thỏa thuận ban đầu như thế nào thì mới có thể là có căn cứ để mà chứng minh rằng chị nhé là yêu cầu thế này là A nhưng người ta lại làm là B, vậy thì người ta sẽ sai mục đích và chị có quyền dừng, mặc dù cam kết 100 tỷ nhưng chị có quyền dừng khi mà mới chuyển có 10 tỷ. Thì đấy là chuyện rất bình thường trong cuộc sống, các bác không nên nặng nề gì vào cái điều này. Đó là chuyện rất bình thường của cuộc sống, các giao kèo đó là chuyện rất bình thường. Thì ngày hôm nay á, xin chia sẻ với các bác như thế này. Có một cái văn bản này được lộ ra đây. Có một văn bản này được lộ ra ở cái kênh, ở cái trang HNTV. Thì cái thỏa thuận tài trợ này á thì như sau, tôi sẽ đọc nguyên văn cho các bác để các bác có thể nhìn nhé. Đây là cái thỏa thuận tài trợ này. Đó. Thì thỏa thuận tài trợ này là giữa công ty cổ phần Đại Nam và Quỹ bảo trợ trẻ em nghèo Việt Nam năm 2014. Và căn cứ theo Bộ luật dân sự này, căn cứ thông tư số này, vân vân này, và căn cứ theo cái nhu cầu và khả năng của hai bên. Thế thì công ty cổ phần Đại Nam do bà Nguyễn Phương Hằng lúc này đã là đại diện, là phó tổng giám đốc. Đó. Và theo giấy ủy quyền, bởi vì phó tổng giám đốc thì không có quyền ký, cho nên là phải có cái giấy ủy quyền. Nhưng các bác để ý thế này. Các bác để ý thế này. Đợi chút nữa tôi sẽ phân tích. Và ở đây á, nó gọi rằng là quỹ bên B là Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Thì địa chỉ tại 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Và người đại diện là ông Hoàng Văn Tiến, vân vân. Và chức vụ là giám đốc, gọi là bên nhận tài trợ. Thì nội dung tài trợ này, sau khi mà đã nói rằng là hai bên đã thảo luận và đồng ý ký kết bản thỏa thuận tài trợ với các điều khoản cụ thể như sau. Nội dung tài trợ là bên tài trợ cam kết hỗ trợ bên nhận tài trợ số tiền là 50 tỷ đồng. 50 tỷ đồng bằng để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những trẻ em có khả năng, nghĩa có năng khiếu, có thành tích trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt ưu tiên cho con bộ đội Trường Sa. Thời gian thực hiện thì trong 3 năm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Thì đây là cái trang 1 của cái bản hợp đồng này, của cái bản thỏa thuận này. Còn trang 2, trang 3, trang 4 thì chúng ta chưa biết, nhưng tạm đủ để mà chúng ta có thể bình luận được. Bởi vì tại sao? Tôi xin phân tích với các bác thế này. Chúng ta nhìn mọi vấn đề ấy, chúng ta nhìn một cách công minh, chúng ta nhìn một cách bằng cái đầu, cái lý trí, chứ chúng ta không nên nhìn bằng cái cảm xúc. Thì ở đây ấy, tôi xin chia sẻ với các bác rằng là một số người anti CEO Phương Hằng quá thì suốt ngày đưa cái thỏa thuận tài trợ này và không đặt những cái dấu hỏi cụ thể trong đó. Thì dấu hỏi cụ thể trong đó thì ở đây không phải là tôi bênh CEO Phương Hằng đâu. Có thể ngay buổi chiều nay là các bác có thể thấy rằng là tôi lại có tiếp tục nói một số vấn đề về đạo lý liên quan tới CEO Phương Hằng. Nhưng riêng cái vấn đề liên quan đến pháp lý như thế này ấy, thì tôi xin phân tích cho các bác với cả các dữ kiện đều đầy đủ vừa rồi thì chúng ta sẽ nhìn nhận như sau. Thứ nhất nhá, chúng ta sẽ thấy thế này. Đầu tiên nhá, là phó chủ tịch như là nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thì có cái quỹ bảo hiểm riêng là của mình hay không, thì báo cáo với các bác rằng không có. Các bác có thể tìm khắp nơi thì không có, như là phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng không tham gia thành lập
hay là điều hành bất cứ một quỹ nào. Và phó chủ tịch nước ấy là có thể đứng đại diện một vài quỹ với cái vai trò cũng giống như kiểu là người có sức ảnh hưởng, và từ đó để đưa ra vận động, từ đó để đi trao tặng. Thế nên chúng ta có thể nói rằng là đó là giống như kiểu là dùng cái ảnh hưởng của mình để mà giúp đỡ bệnh nhân nghèo, giống như là các ngôi sao nghệ sĩ họ cũng thường làm như vậy, chứ không phải cái quỹ đó là thuộc sở hữu của phó của bác Nguyễn Thị Doan nha, gọi là bác cho dễ, nói câu kia nó dài quá, của bác Doan. Chúng ta phải rõ ràng cái điều này nha. Đó. Và cũng không có một cái quỹ nào liên quan tới gọi rằng là hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Thế các bác, không có một quỹ nào các bác có thể tìm được tiên là hỗ trợ bệnh nhân nghèo, mà người ta có nhiều cái quỹ chuyên biệt dân hơn, hoặc rằng là một cái quỹ nào đó chung lại như vậy, có hoạt động như vậy, nhưng mà để riêng cho việc hỗ trợ bệnh nhân nghèo thì chưa có. Có cái tên như vậy thì tôi chưa thấy. Chúng ta có thể search cái quỹ gọi rằng là sức quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, thì các bác có thể thấy rằng là quỹ bệnh nhân ung thư Ngày Mai Tươi Sáng thì cũng là hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Rồi bệnh viện nhiệt đới trung ương cũng thành lập quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Nhưng mà để có liên quan tới Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ấy thì đó không phải. Đó không phải nha. Và ở đây á thì có một cái quỹ nó gọi là Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam. Tên chính thức của nó là Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam. Thì đây là cái quỹ mà theo cái văn bản này, theo cái văn bản này là bên phía của chị Phương Hằng, của bà Phương Hằng là tài trợ là 50 tỷ đồng. Đó. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là cái quỹ hỗ trợ, nghĩa là quỹ gọi rằng là đây là gọi rằng là Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam này thì Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng trao rất nhiều lần cho các mạnh thường quân. Vậy thì có thể rằng siêu Phương Hằng nhầm tên, tôi nghiêng về cái giả thuyết rằng là siêu Phương Hằng nhầm tên trong cái việc đó. À, không phải là bệnh nhân nghèo mà là quỹ hỗ trợ trẻ em Việt Nam, thì phải nói cho rõ cái điều này. Tôi không hiểu được rằng là tại sao lại có thể nhầm tên được, bởi vì có số tiền 50 tỷ hay là 100 tỷ là một số tiền rất là lớn, và khi trao cho ai thì thường thường là rất nhớ. Tôi trao cho người khác khoảng 5 triệu là tôi nhớ hết cả tên. Không biết các bác có thấy không, đúng không ạ? Cho nên điểm này là điểm hơi kỵ, hơi đặc biệt. Nhưng cái đó cũng không quá quan trọng. Cái thứ hai nữa là chị nói rằng là vào năm 2013 đó, 2013 thì chị lên và chị cam kết là 100 tỷ và chuyển 10 tỷ ngay sau đó. Nhưng ở đây chúng ta có thể thấy rằng là ký kết thì nó vào năm 2014 đó, 2014, và được thực hiện từ ngày mùng 1 tháng 1 2014 cho đến 31 tháng 12 năm 2016. Đấy là các bác có thể nhìn thấy cái điều đấy, đúng không ạ? Đây là các bác có thể nhìn thấy điều đó, đúng không? Cho nên rằng là có thể là hợp lý, bởi vì cái thời điểm ký, bởi vì lúc này nó chưa diễn ra. Bởi vì tại sao lại chưa diễn ra thì tôi sẽ phân tích cho các bác thế này. Giữa công ty cổ phần, các bác để ý nhé, để ý kỹ này, đọc cái này ở trên kênh HNTV, là giữa công ty cổ phần Đại Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam năm 2014. Nhưng thời gian thực hiện thì là từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2014 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, tức là 3 năm. Thường thường người ta sẽ ký trước. Vậy nếu như ký trước hoặc là soạn thảo trước cái này thì nó sẽ vào năm 2013. Vậy thì tại sao ở trên này thì lại ghi là hẳn cái năm 2014, và đặc biệt cũng không có ngày tháng trong ngày tháng ký, hoặc có thể rằng là người ta sẽ để cái ngày tháng ở phía cuối nha các bác, phía cuối. Một cái điểm đặc biệt nữa mà tôi muốn chia sẻ với các bác rằng là không có số và giấy ủy quyền. Đó. Thứ nhất chúng ta nhìn thấy có dấu đỏ nhé. Có dấu đỏ, nghĩa là đã được ký kết, được đóng giáp like. Và cái thứ hai nữa là các bác có thể thấy rằng là trong cái dấu đỏ này tôi nhìn thấy là công ty cổ phần Đại Nam. Đó, công ty cổ phần Đại Nam. Nhưng cái phần mà theo giấy ủy quyền này ạ, thì nó lại bỏ trống. Bởi vì lúc này á, chị Phương Hằng á, là mới là phó tổng giám đốc, mà phó tổng giám đốc thì không phải là người đại diện pháp luật. Chính vì không phải là người đại diện pháp luật cho nên là muốn ký kết cái gì đó thì phải có được một cái giấy, nó gọi là giấy ủy quyền. Các bác nào làm hợp đồng thì các bác sẽ biết rất rõ cái điều này. Đó. Không phải ai cũng có quyền ký đâu. Đó. Và lúc này là ngày 18, đây rồi, tôi vừa không để ý. À, hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2013 thì chúng tôi cũng có đấy. Rất kỳ lạ. Thỏa thuận.
Đây là những biên bản thỏa thuận thôi. Hôm nay ngày 18 tháng 12 năm 2013 thì chúng tôi gồm có là công ty cổ phần Đại Nam. Vậy thì ký vào ngày 18 tháng 12 năm 2013. Xin lỗi các bác đã đó nhé. 18 tháng 12 và bắt đầu thực hiện ngay. Và như vậy chúng ta có thể thấy này, nếu như đây là cái tờ giấy thật, đây là cái biên bản thỏa thuận thật thì chỉ là tiếp tục có một cái nó cũng hơi nổ thật. 100 tỷ. Thứ nhất là 100 tỷ. Như chị nói, như clip vừa đầu tôi đã đưa chia sẻ các bác thì bây giờ nó chỉ còn có 50 tỷ. Và cái việc chuyển tiền có hay không thì chúng ta còn phải tiếp theo chờ câu tiếp theo. Nhưng chúng ta ở đây chúng ta giả định rằng cái thỏa thuận tài trợ này là thật. Cái thứ hai nữa là trong cái nội dung này thì bên tài trợ là ghi rất nhiều những cái nội dung tài trợ. Và tôi không thấy có chữ mổ tim ở đó. Bởi vì nội dung tài trợ này, bên tài trợ cam kết hỗ trợ cho bên nhận tài trợ số tiền 50 tỷ đồng để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những trẻ em có năng khiếu, thành tích trong học tập và rèn luyện, đặc biệt ưu tiên cho con của bộ đội Trường Sa. Đó. Và được thực hiện trong 3 năm. Rõ ràng là không có cái chữ nào mổ tim ở đây cả. Vậy thì không hiểu sao rằng là chị lại nói rằng là cái khoản tiền của chị là sai mục đích. Nếu như cái biên bản thỏa thuận này là thật. Các bác thấy không? Khi mọi chuyện nó bắt đầu rõ ràng ra rồi á thì mọi thứ nó sẽ rất rất sáng. Nó sẽ rất sáng. Đó. Nhưng mà chị có thể nói rằng là chị tài trợ cho một quỹ khác. Đây là quỹ bảo trợ trẻ em nghèo. Bởi vì tại sao như các bác thể nói là chị nói rằng quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo đúng không? Và đây là cái biên bản thỏa thuận giữa Đại Nam với cả là quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Đó. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Còn chị nói là hỗ trợ bệnh nhân nghèo thì có thể là một cái quỹ khác chứ không phải là quỹ này. Chị hoàn toàn có thể nói được thế và chúng ta vẫn phải chờ thêm những thông tin. Cho nên ý, tại sao tôi chia sẻ với các bác rằng là sao kê minh bạch rất quan trọng. Bởi vì là khi nói một lời ra mà nó không chính xác ấy, thì tự dưng là mất uy tín, đúng không? Lời ra không thì mất uy tín. Vậy thì chúng ta vẫn phải chờ những cái thông tin chính thức từ bên phía của chị. Mà nếu như mà có một cái sự im lặng thì người ta cũng có quyền hỏi và đặt nghi ngờ rằng là cái biên bản thỏa thuận này là thật. Và như vậy thì chị cũng hơi nổ thật. Từ 100 tỷ thì chị nổ xuống còn 50 tỷ. Từ 50 tỷ chị nổ lên thành 100 tỷ. Và chị đang vu khống người ta ở đây. Đặc biệt là đang vu khống ở đây. Nếu như mà chị năm đó chị tài trợ duy nhất cho cái chỗ này. Vu khống là bởi vì tại sao? Là bởi vì rằng là trong cái biên bản này nội dung tài trợ rõ ràng là bên phía của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam là họ được quyền dùng thoải mái. Còn chị lại yêu cầu rằng đi mổ tim. Đúng không? Và chị dừng bởi vì lý do không đi mổ tim. Và đến ngày hôm qua, hôm kia, chị live stream và chị nói rằng là đúng không? Của cả nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và cô Doan là như vậy mà lôi cả một lãnh đạo rất đáng kính vào thì tôi không hiểu rằng là chị ăn gan gì mà có thể dám nói như vậy. Nói gì thì phải nói cho đúng, đúng sự thật, đúng sự thật chứ không phải là thích nói gì thì nói được. Ở đây ấy, nếu mà cái biên bản này là thật thì bên phía của Bộ Thông tin và Truyền thông và thậm chí là bên cơ quan an ninh hoàn toàn có thể lấy đây làm cái chứng cứ, làm cái chứng cứ nha. Nhưng có thể là đây không phải là thật, bởi vì nếu không thì sẽ phải có, hoặc là bên này nó chỉ là cái biên bản thỏa thuận được tung ra bởi ai đó. Bởi vì chúng ta thì thấy rằng là có mỗi một cái dấu. Nếu là hoặc hợp nếu là hợp đồng mà hai bên ấy các bác, hợp đồng mà hai bên ký ấy, thì thứ nhất rằng là đầy đủ là phải có được cái giấy ủy quyền số là phải ghi vào đây chứ không phải là bỏ trống. Và cái dấu giáp lai này không chỉ là một bên mà nó phải là hai bên. Bởi vì các pháp nhân ấy, thì họ đều có con dấu và trong mỗi hợp đồng nó phải đóng như thế này. Và còn các bác là như thế. Ở đây chúng ta thì thấy rằng là chỉ có một bên thôi, và bên công ty cổ phần Đại Nam. Còn bên kia chưa phải. Vậy thì có thể rằng một trường hợp nữa là cái thỏa thuận này là thỏa thuận fake. Và tôi cũng hy vọng rằng đây là thỏa thuận fake. Bởi vì tôi cũng không muốn tin rằng là một người CEO đứng đầu một công ty nghìn tỷ mà lại có thể phải nói là rất là tùy tiện trong ăn nói hay rằng là nọ kia nếu cái này là thật. Bởi vì tôi nghĩ rằng là đây là những cái điều căn bản
căn bản của mỗi con người. Chúng ta nói gì thì chúng ta phải nói cho đúng, mà đúng sự thật, không tâng bốc cũng không nói giảm đi, phải nhìn nhận đúng với sự thật. Còn không không nên tâng lên quá, nổ lên quá, nhưng cũng không nên đến mức mà giảm quá đi, khiêm tốn quá. Mình tài trợ 100 thì mình cũng không nên nói là mình chỉ có tài trợ cho vài người. Đấy là thứ nhất. Nhưng mình tài trợ 100 thì mình cũng không nên nói là tài trợ đến 10.000. Bởi vì nó tâng bốc quá và người ta sẽ nhìn ra được. Đấy cũng là cái thông tin mà không đúng sự thật. Không đúng sự thật. Cho nên câu chuyện này nó vẫn còn dài lắm. Tôi nghĩ rằng là đợt tới sẽ thêm vài cái thông tin nữa. Và chúng ta vẫn chờ đợi thêm những cái thông tin từ bên phía của CEO Nguyễn Phương Hằng, để chúng ta có thể rằng là tìm hiểu thêm, để vừa biết thêm được cái mảng pháp luật như thế này, vừa biết thêm được rằng là trong cuộc sống thường ngày chúng ta nên giấy tờ và mọi thứ đầy đủ ra làm sao. Và những cái biên bản như thế này á, nó là cái biên bản thỏa thuận, và sau này nó thành cái chứng cứ, và nó thành cái công cụ để làm gì ạ? Để bảo vệ chính bản thân của chúng ta, chứ không ai cả. Cho nên hiểu biết về mặt pháp luật, pháp lý, quy trình, quy định là điều rất tốt nha các bác. Tôi hy vọng rằng là các fan của CEO Phương Hằng cũng nên hiểu những cái điều đó, thay vì tung hô một cách quá đà, tung hô một cách gọi rằng là u mê, hôn mê sâu, mà hãy nhìn thẳng vào cái chỗ này để chúng ta tự học thêm được rất nhiều điều trong cuộc sống. Mà học thêm được nhiều điều thì chúng ta càng làm sao ạ? Càng không dễ bị dẫn dắt, càng không dễ bị dẫn dắt, càng không trở thành những con cừu nha. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.